Thưa quý vị và các bạn, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã để lại bài học quý báu, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy sức dân. Thấm nhuần lời căn dặn của Bác, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Là địa phương nằm trong tam giác tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong những năm qua, Quảng Ninh đã có bước phát triển vượt bậc. Kết quả này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đóng góp rất quan trọng của công tác dân vận. Xác định rõ vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nghiêm túc, gắn với các nội dung cụ thể của các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Nội dung công tác dân vận đã thực sự gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đặc điểm địa bàn, được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo sự đồng thuận, khơi dậy nguồn lực to lớn trong nhân dân, góp phần đưa Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu kép, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện. Trong những năm qua, phát triển kết cấu hạ tầng là một trong ba khâu đột phá chiến lược quan trọng được Quảng Ninh dồn sức huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, nhất là ưu tiên cho các công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm. Để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác giải phóng mặt bằng. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, đặc biệt là phát huy hiệu quả công tác dân vận đã tháo gỡ kịp thời những nút thắt trong quá trình triển khai. Hàng loạt các dự án lớn đều được nhân dân đồng tình, giải phóng mặt bằng nhanh, gọn, góp phần đảm bảo tiến độ công trình và tạo được sự đồng thuận của người dân. Là địa bàn kinh tế động lực và giàu tiềm năng của tỉnh với hàng loạt dự án trọng điểm đã và đang được triển khai. Thị xã Quảng Yên là địa phương có diện tích cần giải phóng mặt bằng lớn của tỉnh trong những năm gần đây. Trung bình diện tích mặt bằng sạch hàng năm giải phóng của thị xã từ 3 đến 5.000 hectare, ảnh hưởng đến khoảng 10.000 hộ dân. Trong công tác giải phóng mặt bằng, để các công trình dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra, xuyên suốt trong cách làm của mình, thị xã Quảng Yên luôn chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại tất cả những dự án, những việc khó, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đều vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xuống từng hộ dân. Với cách thức đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, các hộ dân bị ảnh hưởng đã được giải thích rõ ràng về ý nghĩa của dự án, về các chế độ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật và sự hỗ trợ của địa phương. Thị xã cũng lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của người dân, kịp thời có phương án giải quyết hợp tình hợp lý theo hướng công khai, minh bạch, nên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Lúc đầu tiên là một cái dự án vào phá hủy hết cả một khu nhà và tài sản rồi tất cả các thứ, chúng tôi cũng rất là bức xúc. Qua quá trình thì cũng thấy là khắc phục lại cũng rất là mệt. Nhưng mà được sự giúp đỡ của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa và các khối liên ngành của ngoài thị xã, các anh đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi, có nghĩa là thỏa thuận, thỏa đáng được cấp đất tái định cư và tiền bồi thường để chúng tôi làm nhà làm cửa. Chúng tôi đồng thuận chuyển mặt bằng cho đơn vị thi công trong trước thời hạn. Để đảm bảo được cái việc mà thực hiện đưa dự án vào với địa phương thì chính quyền địa phương xác định đó là một cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó cái vai trò trách nhiệm chính là sự lãnh đạo của Đảng, của trách nhiệm của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể đều phải vào cuộc để vận động thực hiện, để triển khai các dự án nó đảm bảo một cách nó công khai minh bạch và cũng là triển khai dự án sớm nhất để bàn giao mặt bằng sạch cho các cái nhà thầu, các đơn vị thi công để triển khai dự án trong cái tiến độ thời gian kịp thời. Là địa bàn có diện tích đất giải phóng mặt bằng lớn của thị xã Quảng Yên, để tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân, Đảng ủy xã Hiệp Hòa đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, phân công nhiệm vụ cụ thể địa bàn cho các đồng chí trong cấp ủy phụ trách, kịp thời nắm tình hình, đề xuất tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong nội bộ nhân dân.
nghị quyết được phổ biến đến từng chi bộ thôn, tổ nhân dân. Theo đó, các chi bộ đã tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác thực hiện chính sách, phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đúng tiến độ. Trước hết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tự giác thực hiện, đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người thân, họ hàng và nhân dân thực hiện. Vận động nhân dân thì đảng viên thì chúng tôi phải thực hiện trước, sau đó thì nhân dân cũng ủng hộ và nhiệt tình cũng theo và cũng nói chung là cũng đã thực hiện tốt về cái công tác giải phóng mặt bằng ở trên thôn để trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công làm tốt hơn. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân. Đây là những nội dung quan trọng được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Với phương châm lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo, làm mục tiêu phục vụ, tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các địa phương, đơn vị đã triển khai đồng bộ cách thức khảo sát, đồng thời thực hiện cải cách hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chú trọng chuyển đổi số, cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp đến giải quyết công việc. Phường Cẩm Tây này thì làm các thủ tục rất là nhanh gọn và thái độ rất là hòa nhã, vui vẻ. Và các cái thủ tục hành chính ở đây thì được các anh chị cũng giải thích rất là rõ ràng. Và thì thấy là có nhiều cái mình cảm thấy công việc mình rất là thuận buồm, xuôi gió. Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng chính quyền số. Trên 93% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 của tỉnh đã tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh lập kỷ lục 6 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PCI, 5 năm dẫn đầu chỉ số PIE-Index, 4 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số CPAT, 2 năm dẫn đầu chỉ số PAPI. Đặc biệt, công tác dân vận chính quyền được thể hiện rõ nét qua việc đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân được nâng cao về đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân trong thực tiễn công tác. Thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính thì ngoài công tác lãnh đạo chỉ đạo về ban hành kế hoạch, thế rồi trong đó hàng tháng chúng tôi có kiểm đếm các nội dung này. Nhưng đối với công cụ ở cái việc này thì nó thể hiện một cái điều trước hết là cái việc mà giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Tại cái bộ phận một cửa của thị trấn thì chúng tôi đưa vào một cái nhiệm vụ là kiểm đếm hàng tháng. Cái nội dung thứ hai là công khai niêm yết toàn bộ các cái thủ tục hành chính theo cái quy định. Cái thứ ba là với quan điểm là làm hết việc chứ không có hết giờ. Không triển khai dàn trải mà tập trung vào những việc cụ thể và luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa bàn để tạo chuyển biến rõ nét là điểm nhấn trong công tác dân vận của tỉnh thời gian qua. Từ những mô hình dân vận khéo đã giúp các cấp ủy nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, đưa vị thế và uy tín của tỉnh ngày càng được nâng cao. Với đặc thù vừa bảo vệ biên giới, vừa xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Sự tích cực, đổi mới, sáng tạo trong công tác dân vận của người lính mang quân hàm xanh nơi biên giới vùng Đông Bắc góp phần làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trước kia, diện tích vườn của gia đình anh Tằng Quốc Phong, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, chỉ trồng một số loại rau màu phục vụ chăn nuôi, hiệu quả kinh tế không cao. Từ năm 2021, cán bộ chiến sĩ biên phòng đã vận động, tuyên truyền và hỗ trợ giống, phân bón, ngày công và hướng dẫn gia đình anh cải tạo, chăm sóc vườn mẫu. Đến thời điểm hiện tại, trên 100 cây ăn quả các loại, ổi, hồng xiêm, mít đang sinh trưởng, phát triển tốt, mang đến hy vọng thay đổi cuộc sống cho gia đình. Trước kia thì gia đình nhà tôi có thửa đất ở đây, gia đình chúng tôi chủ yếu trồng cây ngắn ngày thôi, cây ngô, cây lạc, cây khoai sắn thôi.
Nhưng mà chúng tôi là trồng cái ngô khoai sắn này không có năng suất, cũng là được các anh bộ đội biên phòng Bắc Sơn là hỗ trợ cây giống với phân bón để cho chúng tôi cải tạo làm một cái vườn mẫu như hôm nay. Hiện nay thì cây cũng bắt đầu chuẩn bị cho ra bói quả rồi. Cũng mong trong thời gian tới cũng mong các anh ở đồn biên phòng Bắc Sơn xuống hỗ trợ để hướng dẫn để cách chăm sóc cây phát sinh trưởng và phát triển tốt hơn ạ. Nếu mà có cây nhiều thì có quả ấy, sau này cũng là cái nguồn thu nhập chính cho gia đình chúng tôi ạ. Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh luôn xác định đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Bám nắm địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, nắm chắc tình hình, luôn lắng nghe tâm tư, tình cảm, tận tình quan tâm giúp đỡ nhân dân. Công tác dân vận đã được gắn với hàng loạt mô hình, chương trình thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giảm nghèo, mang lại cuộc sống mới cho nhân dân khu vực biên giới. Chỉ tính trong giai đoạn từ 2019 đến 2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng 90 căn nhà và công trình dân sinh trị giá trên 1,4 tỷ đồng, tặng trên 3.500 suất quà trị giá trên 3,8 tỷ đồng, khám bệnh cấp phát thuốc cho hàng nghìn lượt người dân, trao tặng trên 35.000 lá cờ và 32.000 ảnh bác cho nhân dân khu vực biên giới biển đảo. Và nhiều chương trình hiệu quả như đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng với kinh phí trên 3 tỷ đồng cho các cháu trong 5 năm qua. Duy trì hiệu quả chương trình quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Phát huy hiệu quả công tác dân vận còn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu triển khai, duy trì hiệu quả các mô hình cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy ở 24 xã, phường và cấp ủy của 5 huyện, thành phố biên giới, biển đảo. Cử 95 đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản giáp biên, 358 đảng viên phụ trách gần 1.500 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển đảo. Đội ngũ cán bộ tăng cường về cơ sở phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần xây dựng trách nhiệm, tâm huyết, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng biên phòng đã rất chủ động để tham mưu cho cấp ủy chính quyền tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại đồng bào vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo để tạo điều kiện tốt nhất cho cái nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng cũng như là hệ thống chính trị một cách vững mạnh để lãnh đạo toàn diện mọi lĩnh vực cùng với cấp ủy chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân. Năm 2023, Quảng Ninh có hơn 1.900 mô hình dân vận khéo được triển khai xây dựng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, trên 1.000 mô hình đã được công nhận. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, hệ thống dân vận các cấp của Quảng Ninh luôn bám sát phương châm sâu sát, phù hợp, thực chất, đồng thuận nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận. Qua đó góp phần quan trọng nắm bắt từ xa, từ sớm, để từ đó phản ánh, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân, xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển giàu đẹp.